xong xin mời đoàn chở các bạn. Chuyển tới gia đình sau khi đoàn thắp nhang hàng Thank you.
Kính thưa quốc hội, giám văn biển, kính thưa toàn thể nhân dân, gia đình tăng quyến cùng quý vị đưa đến thay mặt cho toàn thể cán bộ công nhân viên đài hóa thân An Lạc Viên với niềm tiếc thương vô hạn gửi tới thân nhân gia đình cụ giám văn biển lời chia buồn sâu sắc nhất của chúng tôi. Trước công linh cụ, chúng tôi xin thành tâm chia sẻ những đau thương mất mát lớn lao của gia đình, xin hết lòng để được cùng gia đình tổ chức phục vụ lễ hỏa táng cho cụ được chu đáo cho mẹ, cũng xin được cùng gia đình nguyện cầu cho các hồn cụ được thanh thản yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Phúc đức địa cụ giáp văn biển. Chương trình đến đây kết thúc. Xin kính mời gia đình tham viếng cùng quý vị đưa tiễn lên nhà chờ làm thủ tục và nghỉ ngơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái giấy này nó cũng cần kinh này.